Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay thì một chị khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ là xóa mí tại DK. Và hôm nay chị quyết định là lựa chọn DK để một lần nữa thực hiện là xóa đi cặp lông mày của mình. Và trước khi chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chị Nhung thì sẽ cùng giao lưu với chị Nhung một chút nhé. Dạ em chào chị Nhung ạ. Chào em. Chị Nhung ơi, mình có thể gửi một lời chào đến các bạn đang theo dõi live stream ngày hôm nay được không ạ? Chào các bạn đang xem live stream. Thì chị Nhung, chị có thể chia sẻ lại một chút là lần trước mình xóa mí tại DK thì mình thấy như nào và tại sao mình lại quyết định là thực hiện một lần nữa gửi gắm cho DK được không ạ? Lần trước chị cũng xóa mí ở đây thì cách đây mấy năm, nhưng chị thấy dịch vụ rất là ok, chất lượng ổn nên là chị quay lại chị xóa lông mày. Dạ vâng ạ. Thì lông mày của chị Nhung là làm được bao nhiêu lâu rồi chị nhỉ? Chị làm được khoảng 6 năm. 6 năm đúng không ạ? Và khi mà mình đến với DK ấy, thì tình trạng lông mày của mình thì em thấy là cũng có hơi trồ đỏ phần đầu. Đúng rồi em. Thì em xin phép chị Nhung là em sẽ cho các bạn theo dõi live stream xem một chút cái hình ảnh ban đầu của chị nhé. Bởi vì DK vừa thực hiện là xóa đi phần mục trồ đỏ cho mình. Thì Hồng Quỳnh có thể zoom qua đây giúp mình nhé. Đây là phần mày của chị Nhung trước khi qua DK, thì chúng ta có thể thấy rất rõ là phần đầu mày bị trồ đỏ. Bởi vì chị làm cũng khá là lâu rồi và gốc mực cũ của chị thì có chứa tạp chất, cho nên là sau một thời gian lông mày một thời gian thì sẽ bị trồ đỏ như này. Và đây là kết quả sau khi mà chuyên gia tại DK đã thực hiện là xử lý cho chị phần trồ đỏ, thì chúng ta có thể thấy là không còn một chút nào cái phần mực trồ đỏ ở phần đầu nữa, đúng không ạ? Chị Nhung ơi, cái quá trình mình xử lý trồ đỏ thì mình có cảm thấy đau rát hay là khó chịu gì không? Nó hơi châm chích một chút em ạ. Dạ vâng ạ. Nhưng mà xóa mày thì nó nhẹ nhàng hơn so với lần trước mình xóa mí rất đúng nhiều, rồi, đúng rồi em. Thì tại vì em thấy là mình đã xóa mí tại DK và mình tin tưởng rồi thì cũng không có lý do gì mà lần này mình lo sợ nữa, đúng không chị? Đúng rồi em. Vâng ạ. Thì bây giờ em không nắm mất thêm thời gian của chị mà em sẽ mời chuyên gia thực hiện để xóa đi phần lông mày này cho chị nhé. Cảm ơn em. Em bắt đầu nhé chị Nhung. Và trước khi thực hiện laser thì chị Nhung cũng có hỏi mình một câu hỏi là không biết là với lông mày như của chị Nhung thì phải xử lý bao nhiêu lần. Thì đây là các câu hỏi mà thường thường khách hàng cũng rất là quan tâm khi đến với DK, bởi vì mọi người cũng rất là mong muốn để có thể là đẩy nhanh nhất cái quá trình này. Và các bạn hoàn toàn yên tâm, bởi vì tại DK thì sử dụng là siêu laser Bicomax 2022. Đây là công nghệ laser hiện đại nhất, mới nhất và được chuyển giao độc quyền cho bên DK từ tập đoàn Bicosecond thôi. Cho nên là mọi người có thể yên tâm là với cái công nghệ này thì thời gian xóa mực thì có thể rút gọn gấp nhanh gấp 4 lần so với các công nghệ cũ rồi. Và sau một lần xóa mày thì lần tiếp theo của chúng ta chỉ cách là 5 ngày thôi, chúng ta đã có thể thực hiện xóa mày luôn rồi nhá. Và như các bạn cũng có thể thấy đúng không ạ, là trong cái quá trình xóa mày thì rất là nhẹ nhàng và tia laser thì sẽ tác động và phá vỡ đi cấu trúc hạt mực, không hề làm tổn thương vùng da cũng như phần lông mày gì cả. Và rất là nhanh thì chuyên gia đã thực hiện xong. Thì bây giờ mình sẽ mời chị Nhung xem kết quả và để có cái nhận xét. Chị Nhung ơi, mình mở cái mắt ra để mình xem cái kết quả chị nhé. Chị không nhìn thấy nhanh thế vậy. Và cái quan trọng nhất là cái lông và cái da của chị nó không hề bị tổn thương ạ. Cái kết quả này thì chị có thể cho em thêm một vài cái nhận xét để cho các bạn theo dõi live stream có động lực đi làm đẹp hơn được không? Cứ tự tin đến thôi. Chị cũng chẳng biết nói cái gì, nhưng mà chị không nghĩ là nhanh như thế. Dạ vâng ạ. Tại vì như mình cũng hơi ngại trước ống kính một chút, đúng không đúng chị? Rồi. Vâng ạ. Nhưng mà các bạn theo dõi livestream thì các bạn cũng đã thấy rất là rõ, bởi vì cái quá trình hút mày của mình, chị Nhung cũng có thể về xem lại cái clip ở bên em chị nhá. Bởi vì trong cái quá trình hút thì mình thấy mình có thể thấy rất là rõ cái quá trình mà hạt mực nó được đẩy ra ngoài đấy ạ. Dạ vâng. Chị thấy rõ. Vâng ạ. Thì em cảm ơn chị Nhung rất là nhiều. Và không biết chị Nhung có đăng ký là sửa mày tại DK luôn không ạ? Có, chị có. Vâng. Thì chị hãy xóa mày kiên trì một hai lần để mình có cái lớp mềm sạch nhất. Đó, sau đó thì mình có một cặp lông mày đẹp nhất chị nhé. Okay, dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị Nhung rất là nhiều với những chia sẻ ngày hôm nay. Và các bạn đang theo dõi livestream ngày hôm nay thì hãy cùng chờ đón cặp mày cuối cùng của chị Nhung sau khi đã thực hiện chọn cái combo xóa sửa tại DK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.